Chào các bác, trước mặt các bác đây là ba hộp Pedomo Habano. Ở đây có ba vị, thứ nhất là vị Sun Grow, vị thứ hai là vị Connecticut, vị thứ ba là vị Maduro. Thì hôm nay tôi sẽ cùng các bác chỉ mở một trong ba hộp này, tức là tôi sẽ chọn một trong ba hộp này để mở ra xem bên trong như nào. Bởi vì lý do vì sao? Lý do bởi vì là phần nội thất của hộp, tức là phần bên trong đó, khá giống với phần bên ngoài, tức là phần ngoại thất. Bởi vì mỗi điếu ở trong hộp này đều được bọc, tức là được bảo quản trong một cái túp bằng gỗ đó, đều được bảo quản bằng túp một bằng gỗ, thì cái phần vỏ túp nó giống như cái phần vỏ bên ngoài của hộp như này. Thì các bác sẽ cùng tôi xem bên trong nó như thế nào. Và đây là một sản phẩm cực kỳ hay, tôi nghĩ thị trường chưa có nhiều đâu, cực kỳ hay đó. Các bác sẽ cùng tôi mở ra xem. Được rồi, thế thì hôm nay tôi quyết định sẽ chọn hộp này. Các bác sẽ cùng tôi bỏ cái phần lớp ni lông của hộp này và xem phần điếu bên trong của hộp như nào các bác nhé. Đó, Pedomo này thứ nhất là ở Việt Nam mình hiện tại chưa được đưa nhiều bác ưa chuộng, thì tôi muốn hy vọng là cái sản phẩm này nó sẽ thay đổi quan điểm của bác về dòng Pedomo, bởi vì là nó không hề tồi, nó một dòng hút rất được ở khác. Tuy nhiên thì chưa được nhiều người ủng hộ, thế nên là hy vọng các bác sau cái sản phẩm này các bác sẽ có một cái nhìn mới hơn về dòng Pedomo. Lớp ni lông bỏ ra. Được rồi, ok, để sang bên và xem bên trong các bác nhé. Thứ nhất là phần vỏ hộp làm bằng lớp như kiểu lớp gì nhỉ, lớp bìa cứng, thế nên là nó tất nhiên thiết kế không được quá đẹp. Tuy nhiên bởi vì đây là một cái hộp dạng nhỏ, dạng mỏng, nên là nó có thể dễ dàng di chuyển và ít hộp hơn, nó ít yếu hơn. Đó, đây là phần bên trong. Như tôi đã hứa với các bác, tổng cộng là 6 điếu, cực kỳ đẹp. Đây, để tôi chỉnh camera cao lên một chút. Rồi, 6 điếu, cực kỳ đẹp, các bác hãy nhìn kỹ. Đó, và tôi sẽ bỏ điếu ra. Tôi xin lỗi, vừa nãy tôi đọc là ống chút ống nhựa. Nhưng thật ra là làm bằng ống giấy. Tuy nhiên không sao cả, vẫn rất đẹp. Đây chính là một điếu thuốc đặt trong ống, đẳng cấp. Wow. Wow, đây tôi sẽ mở ra. Hay là, xin lỗi. Không sao hết, mở ra. Ở đây điếu Pedomo rất to, rất dày, cực kỳ to và dày. Đây là dòng Sun Grow, đang thể nhìn thấy đó. Để bỏ trong hàm ra và sờ cảm nhận, nhất là về mặt đánh giá về ben, về nhất là tổng thể bên ngoài tôi nói rất là đẹp, thực sự rất là đẹp. Mỗi điếu thuốc được để trong một cái ống như này nhìn rất đẹp, rất gọn gàng, rất lịch sự đó. Giá thành rất là phải chăng, và cái ben thì thật sự cực kỳ lôi cuốn, mà có cái hình giống như là hình gì nhỉ? Hoa hướng dương, giống như hình hoa hướng dương, ta thấy không? Rồi chữ P ở giữa, để chữ Pedomo, cái ben cực kỳ đẹp luôn. Đó, ôi lấy nét đi. Được, đây ben đây, làm rất đẹp, sắc nét cầu kỳ. Ở dưới tương tự, cái ben ở dưới ghi tên, tức là dòng của cái dòng Pedomo này là Sun Grow. Hai con sư tử, còn hai con đó, lá cuốn đều tay, không xước sát gì hết, không một vết xước sát gì cả, rất đều tay từ đầu đến cuối luôn. Khi ấn vào phần filler bên trong,
cảm nhận được một cái độ ẩm rất đều. Điều thuốc vẫn là rất thơm, cực kỳ thơm. Tôi hy vọng các bác sẽ chọn cái mua sản phẩm này cho mình hoặc là biếu tặng, bởi vì đây có vẻ là một cái dòng sản phẩm cực kỳ mới, cực kỳ hay, cực kỳ đẹp mắt và phù hợp với tất cả những cái nhu cầu của các bác, biếu tặng, hút chơi, hút vui, hút một mình. Đó, tôi để lại, các bác sẽ nhìn lần cuối. Tôi để lại nguyên vào túp để các bác nhìn lần cuối xem cái ống nó như thế nào, cả cả hộp như nào các bác nhé. Tôi để lại vào túp đây. Ok, đóng lại. Để lại. Bác có thể nhìn thấy. Đó. Đó, đóng lại đây. Được chưa các bác? Rất đẹp mắt. Hy vọng các bác sẽ chọn mua hộp này cho chính mình. Và cảm ơn các bác đã xem video ngày hôm nay của tôi. Hy vọng các bác tiếp tục ủng hộ cửa hàng Tùng Xì Mỹ của tôi. Tạm biệt các bác.